Xin được kính chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì em lại giới thiệu với mọi người chiếc xe Mazda CX-5 bản 2.0 đời 2019. Nó lại như các sản phẩm khác thôi. Chúng em vẫn cam kết cho mọi người là không đông đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản 100%, an ninh tốt từ xưa đến nay rồi. Vẫn phải nhắc lại là các bác đăng ký kênh xe bên em thì có thể biết rồi, nhưng em vẫn phải nhắc lại nó không thể thiếu. Bởi vì nó là xe cũ thì cho nên là nó phải đấy, có những thông tin như vậy, đó là cam kết không đâm đụng, không ngập nước đó. Còn các bác mà yêu quý những cái chiếc xe đẹp, mà xem xe lần đầu, xem kênh của bên em lần đầu, mà yêu quý những cái chiếc xe đẹp, những cái xe mà luôn được cam kết về chất lượng, thì hãy tích đăng ký để tìm cho mình những chiếc xe mà hợp ý mình nhất. Có thể là cái chiếc này nó chưa phù hợp với nhu cầu sử dụng của mọi người, thì hãy tích đăng ký để tìm cho mình cái sản phẩm mà hợp ý mình nhất. Tất cả các sản phẩm chúng em bán ra đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản 100%, không có phạt nguội. Đấy là những cái điều mà nhiều khi mà các bác mà nếu mà không tinh ý thì không thể nào biết được. Bởi vì là nhiều khi các bác mà mua xe của người tiêu dùng thì nó có cái bài toán như thế này: nếu mà các bác mà mua được cái xe rẻ ấy, thì nó không ôi mà thế này cho nó dễ này. Cái thông tin của người bán xe ấy thì đầu tiên là nếu mà anh em bạn bè người nhà của các bác mà có xe bán ấy, mà xe là xe đẹp ấy, thì chưa muốn bán thì các bác đã muốn đến để mua rồi. Thế thì nếu mà các bác mà các anh em bạn bè mà không mua ấy, thì sau đó là đến thông tin cái người bán xe đấy sẽ đến với cửa hàng chúng em đó. Còn nếu mà cái thông tin đấy mà đến cửa hàng chúng em mà chúng em cũng không mua được nữa ấy, thì hoặc là xe đấy nó có lỗi, hoặc là bị đâm đụng ngập nước, hoặc là bị an ninh có vấn đề, hoặc là nó đắt ngang với lại xe của chúng em. Đấy, cái bản toán các bác cứ thử tính em sẽ có đúng là như vậy không. Còn cái xe đẹp thì mà đến được trực tiếp mà tay của các bác mà không quen biết gì thì nó nghe nó có vẻ nó không khác gì cái giá xe của chúng em cả. Đấy, mà với chúng em xe bán ra đều phải cam kết cho mọi người là không đâm đụng, không ngập nước. Đấy, an ninh lại tốt. Các bác có vấn đề gì về giấy tờ hay là pháp lý thì chúng em nó còn cả cửa hàng, cả quá trình nữa, chứ không phải cái chuyện là bán xe xong rồi vứt cái sim đi là xong đâu. Như các bác, một số bác là không để ý là người ta bán xe xong người ta vứt đi đấy, vứt sim đi đấy. Là các bác cứ mua bán là chết mệt luôn đấy, không ai giải quyết cho các bác cả. Đó, rồi vừa rồi là hình ảnh thay lời muốn nói thôi. Bây giờ em sẽ quay cụ thể hơn. Vâng, với form của chiếc 2019 này thì cái mặt đèn của nó là đèn mắt hít rồi, mặt ga lăng là mặt cười truyền thống của dòng Mazda rồi. Xe thì trang bị là cảm biến quanh xe phía phần đầu này, đèn gầm và đèn led khá là đẹp đó. Rồi bây giờ em sẽ đi cụ thể hơn phần gầm của xe luôn cho mọi người xem. Đây, tất nhiên là gầm của nó phải nguyên hết rồi. Đó, những cái chi tiết nhựa ở phía đầu này này, nó còn nguyên zin hết thế này mà. Nó không bị có hiện tượng vỡ hay là hiện tượng bị sập gầm cái gì cả. Đó. Rồi, để em quay phần gầm phía sau này. Đây, không thể nào mà nó đẹp hơn được nữa. Bởi vì là xe 2019 mà. Cái bô này nó vẫn còn sáng quắc như này là chắc chắn rồi. Tất cả cái dấu ốc các thứ nó vẫn nguyên hết nhá. Chưa động chạm bất kỳ một chi tiết nào cả. À, còn một chi tiết nữa là đây. Cốp thì cốp điện này em vừa giới thiệu rồi. Ấn cái này mở thôi. Đó. Còn đây là nếu mà muốn đóng xuống này, ấn cái đây nó sẽ tự đóng thôi. Còn các bác mà muốn điều chỉnh được cái độ cao thấp của cái cửa này này, theo ý của mình thì cứ ấn giữ cái nút này khoảng độ 2-3 giây ấy, nó sẽ phát ra tiếng hiệu cái âm thanh ấy, thì tức là cái nó giữ được cái lần sau lên cốc nó chỉ giữ nguyên vị trí đây thôi. Còn đây em cũng chỉ luôn cho mọi người, đó là lốc sơ cua của em nó chưa hạ nhé, 2019 mà vạch sơn những thứ nguyên bản hết này. Đấy, rồi đây em sẽ quay phần nội thất. Vâng,
cái xe này thì trang bị chìa khóa thông minh, ấn nổ a à, ấn cái là mở, ấn cái là khóa thì mọi người biết rồi. Với chiếc 29 này thì các bác không phải suy nghĩ nữa rồi, nó là hình ảnh thay mời lời muốn nói thôi. Em gọi là đi cho mọi người xem cho nó, gọi là xem xe từ xa luôn đi. Vâng, nội thất thì là thất ra rồi. Đó, chắc chắn là xe nó phải đẹp rồi, 29 cơ mà. Đó, không để xước sát bất kỳ một chi tiết nào cả. Vô lăng thì quá là đẹp luôn. 29 thì làm sao mà nó xấu được cơ chứ. Trên vô lăng thì được tích hợp các phím chức năng này, điều khiển bằng giọng nói này, tăng giảm âm lượng này, đàm thoại rảnh tay các thứ này, cài tốc độ khi đi cao tốc này. Xe thì trang bị đèn chiếu sáng tự động này. Đó, gạt mưa cũng tự động này. Đây là cái mở cốp bằng điện này. Đây là cái chức năng iTop, dừng xe là nó gần như tắt máy đấy. Và đây là cái tắt âm thanh của cái cảm biến lùi tiến thôi. Đây, xe thì có các chế độ lái Sport này, rồi thì có 3 chế độ lái đấy. Eco, Sport, rồi thì chế độ lái bình thường. Còn đây là cái gì nhỉ? Chế độ Auto Hold này. Lái cái này thì chắc là để lúc nào em đọc cụ thể xong em sẽ hướng dẫn cho mọi người. Còn đây là phanh tay điện tử này. Các bác thì chắc là biết hết về cái dòng này rồi. Còn đây là các cái núm điều chỉnh đài này thôi. Điều hòa tự động hai vùng nhiệt độ độc lập này. Đó, nó không thiếu cái gì rồi. Tất nhiên là xe nó được trang bị cửa sổ trời rồi. Trần phao thì sạch sẽ, bởi vì là xe 29 thì nó không khác gì xe ở trong đại lý xe mới cả. Đó, rất đẹp. Cái loại này thì cũng không phải tả nhiều, bởi vì là nó là xe 29 cho nên là nó không để xấu được. Chỉ có sợ nhất là đâm đụng ngập nước, mà đâm đụng ngập nước thì chắc chắn nó không có, bởi vì bên cửa hàng bên em lại cam kết cho mọi người rồi. Đấy, em gọi là quay cho mọi người nhìn từ xa thôi. Cái cửa gió phía sau này nó cũng giúp cho mọi người đi những chuyến đi xa nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó thoải mái hơn, nó không bị nó dầu oxy, nó không bị mệt. Đây, táp lô các thứ nhìn từ phía sau đây. Nói tóm lại là các bác nhìn từ mọi góc cạnh như là xem xe trực tiếp luôn. Còn các bác mà cảm thấy là am hiểu về dòng này rồi và biết về chất xe và biết uy tín bên em rồi thì có thể bốc máy xem phần comment phía dưới, mô tả phía dưới nha. Em sẽ để giá và số điện thoại phía dưới để giúp cho mọi người có thể là làm việc luôn để đỡ mất thời gian của mọi người. Còn các bác mà lần đầu theo dõi kênh xe bên em, cửa sau này cửa điện nhé, em nói ngắt lời như vậy. Vâng, các bác mà lần đầu theo dõi kênh xe bên em thì cứ theo dõi hết video để xem biết chất xe nó như thế nào. Đây, cái này thì gỡ cái tấm này ra này. Đó, để cho nó thấp, em quay phía trên này cho nó thoáng. Đó, các bác mà yêu quý những cái chiếc xe đẹp, những cái chiếc xe luôn được cam kết về chất lượng thì hãy tích đăng ký và tích chuông để tìm cho mình những cái chiếc xe mà hợp ý mình nhất. Tất cả các xe chúng em bán ra đều an ninh là phải đảm bảo cho các bác và không có phạt nguội, giấy tờ phải rõ ràng, không có tranh chấp, không có liên quan đến ngân hàng cái gì cả. Cái hàng ghế này thì có thể gập xuống đây, chỉ cần đặt cái lẫy này thôi là sẽ có thể gập xuống đây. Mọi người xem này, thông ở phía sau này nếu mà để đồ rất rộng rãi ấy. Cái này có thể tháo ra được này, cái thanh này này đấy thì nó sẽ rộng rãi để cho mọi người để đồ này. Ghế bên kia cũng tương tự là cũng có thể gập xuống được. Ở giữa này thì có cái bệ để tì tay, để nước các thứ này. Đó, rất chi là hữu dụng. Đó, cái này là đi giới thiệu với mọi người thôi, hình ảnh thay lời muốn nói thôi. Đó, 29 thì có cái gì đâu mà phải suy nghĩ. Đấy, đi mọi góc cạnh cho mọi người luôn. Thế
cái này là nó không có gì để mà phải tảng hết cả. Bởi chắc chắn là xe nó phải đẹp rồi, bởi vì là xe 2019. Rồi, bây giờ à đây, trước khi quay động cơ thì em quay luôn cái phần keo chỉ. Vâng, tất cả các dòng xe nhá, nó đều phải có cái chỉ này. Đây là các bác mà đi xem xe mà cái chỉ này nó không còn ấy, nó gần như là các cánh xe nó các tất cả các cánh cửa và các cái tóm lại là quanh xe nó đều có cái chỉ này. Các bác mà nhìn nó không có cái chỉ này ấy, thì có nghĩa là xe nó gần như nó không, nó bị đâm đụng luôn, nó không còn nguyên vẹn nữa, hoặc là cái chỉ nó bị dập, hoặc nó có cái, những cái dấu bất thường đây này. Đấy, chỉ nó phải, nó có xấu hay nó đẹp thì nó cũng phải trông, nó phải khôn, nó phải tự nhiên, nó không như là một số cái chỉ nó người ta bả ma tít vào. Đấy, đây cửa sau này nó hơi bị cái răng này nó che này. Đấy, đấy các bác nhìn này, những cái trường đường chỉ nó rất đều đều nhau. Đấy, nó không có hiện tượng lạ. Đấy, tất cả các cánh cửa nhá, đây kể cả cốp này, cốp này nó cũng có chỉ này. Đấy, đấy, đây tất cả nó đều có hết. Nó hơi ngược sáng. Vâng, tại vì là em quay bằng điện thoại. Đây này, trên cái sắt cái xanh trụ này nó cũng có này. Đấy, cái đường chỉ này nó rất đều nhau đấy ạ. Các cái mối hàn đinh này, đấy để các bác phân biệt được này, là xe nó có bị đâm đụng hay không đấy. Đó, đây này, các cái đường chỉ này này. Đấy, nó rất chứ là, trông nó rất chứ là khôn và nó đều đặn. Đấy, các cái mối hàn bấm này rất đẹp. Đó, những cái dấu đấy mà nó còn ấy thì tức là xe nó vẫn còn nguyên. Đấy, đây này, tất cả các cánh này em quay luôn cho các bác xem xe từ xa luôn này. Đã gọi cam kết thì các bác không phải nghĩ đâu, chỉ cho các bác xem xe luôn. Đây, đấy, kể cả các bác mà không lấy xe bên em thì cũng có thể là biết cách để mà xem xe, để mà xem ở, để tìm cho mình cái chiếc xe mà hợp ý mình nhất. Đó, đây kính lái này, à quên cửa lái này, đường chỉ nó phải nguyên đều trần trặn thế này. Các bác nhìn các cánh cửa với nhau nhé, nó sẽ có cái các đường chỉ này nó sẽ gần như là giống nhau trên một chiếc xe. Đấy, nó không có dấu hiệu nào bị gì biến dạng hay là bị lứt, tức là hoặc là bị nó cứng còng còng ấy, nếu mà người ta bả ma tít ấy. Đấy, tức là cái xe đấy nó đã bị động chạm đến rồi, nó bị đâm rồi. Rồi, bây giờ em sẽ quay phần động cơ, vì là xe 2019 cho nên là chắc chắn nó phải nguyên bản hết, không thể được động chạm vào cái chi tiết gì cả, chỉ có trừ khi bị đâm đụng ngập nước thôi thì người ta mới chạm vào thôi. Đó, còn chiếc này nó phải nguyên bản hết, đó, không có lý do gì cả. Đây, với chiếc này thì em chỉ luôn, các bác nhìn những cái con ốc này này, những cái rác ốc này, cái này thì nó không thể nào mà nó ốc này là nó là ốc chân máy cho nên là rất nặng, vặn là nó rất chi là nặng tay ấy, thì khi đó thì nó nếu mà động cà lê vào cái là nó sẽ bị lát ra ngay. Đây, các cái con ốc phía dưới này này, tôi nhìn hộ em này, đấy ốc phía sâu phía dưới này, tất cả các rác nó rất chi là đều. Các bác mà xem xe mà nếu mà xem bằng mắt nó không chuẩn ấy thì có thể là kinh nghiệm của chúng em là vẫn cứ dùng cái điện thoại này này, sau bật đèn flash lên, sau zoom lên này, nhìn gần đây này, nếu mà có vết cà lê cái này nhìn cái này biết ngay. Đấy, đây các bác nhìn này, đã gọi là cam kết nó không đụng không được nước, nó phải như thế, chỉ cho các bác cách xem xe luôn. Đấy, tất cả các con ốc này nó phải nguyên zin hết này. Đấy, các bác mà không biết xem xe thì cứ bật quay video xong bật flash lên, zoom nó to này này, nếu mà có cái hiện tượng bị dấu cà lê cái này nó nổi lên luôn. Đấy, đấy các bác mà nhìn nó không quen mắt đấy. Đây, lật cái nắp máy đi cho mọi người xem, xe 2019 thì có gì đâu, chỉ có là quay cho mọi người biết là xe nó zin như thế nào thôi, và cũng để cho mọi người biết cách xem xe luôn.
Đó. Tất cả các con ốc còn nguyên zin hết. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video. Vừa rồi thì em đã giới thiệu chi tiết với mọi người chiếc xe Mazda CX-5 đời 2019 bản màu trắng ngọc trinh bản 2.0. Xe thì như mọi người đã vừa được xem giới thiệu rồi, đó là cam kết không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản 100% an ninh tốt. Còn các bác mà yêu quý những chiếc xe đẹp, những chiếc xe luôn được cam kết về chất lượng thì hãy tích vào biểu tượng cái chuông, tích đăng ký và tích biểu tượng cái chuông để nhận cho mình những sản phẩm mới nhất của bên em về cửa hàng bên em. Đó, nếu mà các bác yêu quý những chiếc xe đẹp vì có thể là chiếc này nó chưa phù hợp với nhu cầu sử dụng của mọi người thì hôm nay em giới thiệu như vậy thôi. Còn các bác yêu quý, mời các bác đến cửa hàng bên em số 79 Võ Hùng để xem xe cụ thể. Hoặc nếu các bác ok chiếc xe này rồi thì bốc máy lên gọi điện cho bên em. Số điện thoại của em là 0968 22 388, hoặc đến trực tiếp thì kiểu hình thức gì cũng được, nhưng mà các bác nhớ alo trước cho em nhé. Bởi vì xe có thể là để cả lửa năm không ai hỏi thăm gì cả, nhưng mà buổi sáng và buổi chiều nó khác nhau rồi. Thế thì các bác đến thì alo trước cho em. Rồi bây giờ thì em xin chào tất cả mọi người. Các bác có ý kiến gì đóng góp thì hãy comment xuống phía dưới giúp em nhé, để em ra những video sau giúp cho mọi người xem xe từ xa luôn được tốt nhất. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.